Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu của bạn tham gia chương trình góp nhận 2000 token có cái hiệu là INO nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Solana các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả của mình các bạn, mở cái link form ra thì các bạn bấm vào connect claim nè các bạn. Thì các bạn tạo một địa chỉ ví là solet.io các bạn. Thì tạo thì rất là dễ dàng, các bạn chỉ bấm vào mật khẩu rồi các bạn. Và các bạn nhớ lưu 12 chữ ký tự bộ mặt lại nha các bạn. Đây bắt đắp gì lại thôi. Rồi, đây thì mình đăng nhập mật khẩu của mình vào các bạn. Các bạn bấm vào unlock wallet nè. Các bạn chờ nó unlock chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào mở ra, bấm vào continue nha các bạn. Rồi, như vậy mình đã connect ví thành công rồi các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên khá là đơn giản luôn. Con này nó sẽ phân phối vào ngày 23 tháng 5 các bạn. Rồi, các bạn bấm vào một tweet Twitter nè. Tất cả các bạn việc bây giờ bấm đăng test là xong nha tất cả các bạn. Rồi nghe các bạn, sau khi các bạn bấm tweet là như vậy, nó hiện màu xanh là xong các bạn. Các bạn gì bấm vào cái phơ được bạn. Các bạn lấy tin ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi được ghép các bạn kiếm thêm 1000 tập cần các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 2000 tập cần có kêu là INO đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.